lễ hội Trăng Trần ở tại Nhật Bản, nơi mà có những ngôi đền Hiwatari được tổ chức hàng năm trong dịp lễ này để mà cầu nguyện cho hòa bình thế giới và đặc biệt là cầu nguyện cho sức khỏe cũng như lễ hội Hiwatari để tạo nên một cái sự thương yêu và tha thứ. Và đặc biệt là trong cái thời gian mà cuộc chiến tranh đang diễn ra thì lễ hội hòa bình thế giới đã được trang trọng tổ chức với rất nhiều đông đảo của những người dân đến đây để tham dự. Và chúng tôi cũng nhìn thấy rằng các sắc dân khác cũng như các quốc gia khác cũng đã đến tham dự tại Nhật Bản để dâng lời cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Nhắc đến lễ hội tại Nhật Bản thì nơi đây thường nghĩ đến mùa hè, bởi vì quả thật mùa hè ở tại Nhật Bản rất là đẹp với những tiếng trống rộn ràng của lễ hội và nhiều đoàn người đã vắt để mà hòa vang trên đường phố. Nếu may mắn vào cuối một ngày mà các bạn có thể ngắm pháo hoa tô sắc cho bầu trời đêm, đặc biệt ở tại mùa hè, thì đây là một cái phước lành rất là diễm lệ. Và lễ hội tại Nhật Bản với những cái kiệu hoa để mà khiêng những người, kiệu những người đặc biệt, và trong đó những vấn đề mà thần linh cũng như là những vấn đề của niềm tin đã được nhân rộng, và mọi người dường như từ lớn đến tuổi đều hòa nhịp trong những tiếng trống cũng như là tiếng nhạc hai CG hòa tấu trên những đặc trưng của lễ hội ngày hôm nay. Đó là những lễ hội mà có lẽ là ở Nhật Bản mới có nhiều lễ hội trong mùa hè này. Và nếu quý vị nào có cơ hội đi du lịch trong mùa hè thì đây là một dịp rất là may mắn để quý vị có thể chiêm ngưỡng những lễ hội tại Nhật Bản.